với buổi giao lưu ngày hôm nay của Nghệ Sĩ Phạm Quốc Danh. Thế giới này người ta có những cái gọi là cuộc điều tra là muốn tỏ cái gì đó thì chúng ta cần phải dành ra ít nhất là tầm khoảng 7.410 giờ. Cái cảm giác ở bên Nhật ấy, mọi người có con rồi á, đẻ con xong rồi á, bây giờ sang con 1 tuổi rưỡi là phải sang Nhật, thế nào cũng làm khóc. Muốn học giỏi ấy, thì phải hy sinh ra, hy sinh những cái thứ đấy thì thế nào, phải chịu cô đơn một mình, đúng không nào, chịu cô đơn thì mới đạt được thành công, thì mới học hỏi được, đúng không anh? Sang con như này thì mình nghĩ là sau này nếu mà một chút nữa mà chồng với con sang được thì chắc là mình sẽ có nhiều cái gì nhỉ, cái động lực để mà vượt qua lắm. Thế sau một 1 năm sau con sang được, chồng sang được thì tương lai mình thấy là thế giới nó còn khổ cực hơn. Thứ nhất đó là nhá, làm chủ là cái cuộc sống hiện tại của mình, cảm xúc hiện tại của mình. Nếu mà các bạn cảm thấy không hài lòng, được chưa nào? Sau đó là tìm ra mục tiêu của mình. Và cuối cùng là sống lại hết mình với hiện tại. Nhưng mà ngoài vấn đề có nói hai, nhưng mà khai qua thì em tự tin. Nhưng chữ hán thì em rất là kém. Các bạn kiểu lớp thì có 10 người, cô cũng ngáp, rồi trò cũng ngáp. Và cái tối thứ tư thì là tụi em sẽ phải học từ 9 giờ tới 11 giờ. Có thể là 11 giờ hơn tụi em kết thúc khóa học. Sáng 5 giờ lại phải dạy là học chung với cô. Cái cô ngáp, trò ngáp ngày, nhưng mà mệt, nhưng mà thật sự là rất là vui. Em cũng vừa phỏng vấn hết 3 năm được chuyển sang công ty, thì khi em bước vào phòng thì người ta thấy em là có trong bảng sơ lý lịch là đã thi N1, nhưng mà đến khi phỏng vấn thì một các câu hỏi rất là đơn giản là mày đang và mày làm sạch thì làm gì thế nào đấy, thì em trả lời rất là vấp. Và đến lúc mà một cô nói một câu là mày thi N1 rồi sao tính nhận mày kể thế, thì lúc đấy em không gì đâu. Bản thân thì học tiếp, nhưng mà ta cầm vào cái sách thì chán cái gì nữa. Luyện đủ dài, phải luyện đủ dài. Nó xuất xuất, và đây là những cái còn nhỏ. Thì em nghĩ là từ một cái nhỏ nhỏ như thế thì hy vọng là em có câu trả lời.